để đi được vấn đề giá thành nhá. Thì cái quy trình tính giá thành thì bao gồm rất nhiều bước, nhưng mà cái điều kiện để em tính được giá thành sản phẩm thì em phải nhập được kho thành phẩm, hiểu chưa? Trên cái nguyên lý kế toán ấy là xuất nguyên vật liệu này, tính lương, phân bổ công cụ, tính giá thành rồi mới nhập kho sản phẩm, em hiểu không? Nhưng mà trên thực tế thì lại quy trình của nó là phải có điều kiện nhập kho thành phẩm mới tính được giá thành, và phần mềm nào cũng thế. Thế nhưng mà cái dữ liệu này là đang bị có vấn đề là hầu như là kế toán cũ của em chưa hề nhập kho thành phẩm, đúng không? Và bây giờ để xử lý được điều đó thì chị sẽ đi vấn đề từng tháng một đó, và vấn đề chị sẽ vào báo cáo hàng tồn kho và lọc những cái giá trị âm ra nhá, xuất khẩu rồi đúng không em? À, lọc những cái giá trị âm này ra, sau đó em lại quay ra cái gì, em lại quay ra cái sổ chi tiết lúc nãy chị vừa xuất ra ở đây nhá. Thế thì ví dụ như ở đây là khi mà chị nhìn thấy cái sản phẩm đầu tiên bị âm 20 chiếc nào, nếu như mình chỉ cần dựa vào cái báo cáo tồn kho này thì em sẽ không biết căn cứ ngày nhập là ngày nào, nhập kho thành phẩm ấy là ngày nào, đúng không? Thì điều kiện để mình nhập kho thành phẩm ở đây, điều kiện để mình nhập kho thành phẩm là mình sẽ căn cứ vào ngày mình xuất, nhưng mà mình cũng không thể nào nhập lùi về quá. Là vì sao em nhỉ? Nhập Vì này, là cô nếu mà lùi về quá thì sao? Thứ nhất, nếu như mình lùi về ví dụ ngày 25 em xuất thì em nhập kho 24 hoặc 25 nhá thì được. Nhưng nếu em nhập về ngày mùng 1, mùng 2 thì có một điều xảy ra là đúng là đáp ứng được là cái ngày nhập thành phẩm của mình ấy, miễn là trước của cái ngày xuất ra. Nhưng nếu mà mình lùi quá thì nó dẫn đến một vấn đề, đó là cái nguyên vật liệu ấy, nghe chưa, mà mình xuất cho cái thành phẩm đấy, nhỡ may tại thời điểm trước đó chưa có nguyên vật liệu đó thì sao, đúng không? Đúng rồi, nó âm. Dẫn đến là tốt nhất là em nhập cho chị cùng ngày hoặc trước một ngày thôi nhá. Thường thì chị làm cùng ngày luôn. Nhưng mà nhớ cho chị là nếu làm cùng ngày, cái giờ nhập kho thành phẩm của em ấy nhá, phải trước cái giờ xuất kho bán hàng. Đúng không em? Và như vậy chị, kinh nghiệm của chị là nếu nhập cùng ngày thì chị để là 6 giờ sáng hoặc 5 giờ sáng đi, đúng không? Để phần mềm, nhiều khi phần mềm mà mình nhập để 2-3 giờ đêm nào mình nhập đi nhá, thì chắc chắn là tí nữa vẫn bị hiện tượng là không lên được giá vốn của cái thành phẩm đó, và không tính được, không hiểu phần mềm sẽ sai sai cho mình nhé cái kết quả, và phần mềm vẫn báo là mình đang xuất âm mặc dù là mình nhập rồi, nhưng mà giờ nhập của mình ấy nó lại sau mất cái giờ xuất, em hiểu chưa? Chính vì thế là cái chỗ này em phải lưu ý cho chị là cái vấn đề giờ nhập và giờ xuất nhá. Rồi, à, nếu như em nhập cùng ngày, và chị ví dụ này, ví dụ như cái thành phẩm này, đấy nhá, thành phẩm này, Ctrl C nhá, chị Ctrl C, được không nào? Chị vào kho này, chị vào nhập kho, đúng không? Một nhỏ, Chưa. nhập kho sản xuất ngày 25 tháng 01 2022 giờ á, chị đặt về là ngày giờ á, 06 giờ, em hiểu chưa? Đây nha, giờ ở đây Tỉnh cả giờ luôn. đúng rồi, chị tính cả giờ, để tí nữa chị sẽ mặc định lại cho em được cái hệ thống ấy là giờ nhập trước giờ xuất cho chị, để cho sau này nó sẽ không bị cái hiện tượng này. Người giao, thật ra là chị đang cẩn thận mà đúng là cẩn thận là đúng nhé. À, và không thì em sẽ nhập, nếu em không muốn liên quan đến giờ thì tốt nhất em nhập lùi cho chị ấy một ngày, hiểu chưa? Thế thôi. An toàn nhất là em nhập trước một ngày chị, nếu mà em không muốn liên quan đến giờ. Tuy nhiên chị vẫn phải lưu ý đây, bởi vì có nhiều trường hợp bảo là chị ơi, tại sao là em cái hàng này em nhập đúng ngày hôm nay rồi nhưng em không thể nào xuất được của ngày hôm nay vẫn báo âm, thì em lưu ý với chị chỉ có nguyên nhân là ở cái đồng hồ ấy của nhập và xuất. Và em lùi cái xuất ra ngày 2-3 giờ thì chắc chắn là sẽ ghi được, nhưng để 8 giờ thì lại không ghi được, nghe chưa? Và ở đây em sẽ chọn là một người đại diện ấy chuyên về và nhập kho thành phẩm, diễn giải em ghi đi, nhập kho thành phẩm. Chọn luôn cái mã thành phẩm mà chị vừa mới ở đây, chị Ctrl V ấy nhá, cho nhanh, được chưa? Kho thành phẩm nợ 155, có 154, số lượng là nhìn vào báo cáo xuất kho của mình thì đây là tháng 1 âm 20 đấy, nghe chưa? Được chưa? Đơn giá đang bỏ trống, em biết hết vì sao đang bỏ trống nhỉ? Mình đã tính giá thành đâu mà lên đơn giá được của sản phẩm, đúng không? Và nhiều bạn khi mà chị dạy thì chị thấy là có nhiều bạn đánh tay vào đây là sai, đấy, sang file nhỏ phần thống kê,
chọn đối tượng tập hợp chi phí. Ở đây là nhập kho thành phẩm thì phải có đối tượng tập hợp chi phí. Còn nếu như mình chưa có đối tượng tập hợp chi phí thì em phải quay lại cái bước tạo đối tượng tập hợp chi phí ấy, để em tạo đối tượng tập hợp chi phí đã. Rồi, sau đó nhấn cất. Nào, bạn em hiểu chưa? Sau khi em nhập xong ấy thì em sẽ vào kiểm tra bằng cách nào? Vào báo cáo, vào kho, tổng hợp phần kho, chọn kho thành phẩm cho chị nhá. Lúc này cái sản phẩm mình vừa mới làm xong, thấy chưa? Hết âm. Và lúc này em sẽ lọc cho chị cái giá trị nhỏ hơn không nhá. Không quản lý. Không quản Nhá. Thì em đã hoàn thành một cái bước nhập kho thành phẩm. Đấy. Để sau đó thì em sẽ báo với chị để chị dạy em tiếp các bước tiếp theo. Nhá. Ok chưa? Đấy, nhá. Thì em làm đi. Ngày có xong được mà tối nay không? Vâng, cái gì? Chị nghĩ là xong thôi, cũng nhanh thôi nhá. Ok. Rồi. Vâng. Chào em. Thế làm luôn thì xong là sẽ ý luôn à? Ừ, em làm luôn, Nhập em kho làm đến khoảng tầm 10 giờ có xong được không? được. 10 giờ xong thì báo chị nhá. Ok. Vâng, cái gì? Vâng.